Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh Hóa là một trong 5 tỉnh có số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước. Một số làng nghề trong tỉnh như cói Nga Sơn, đúc đồng Trà Đông, v.v. đã tạo ra các sản phẩm có thương hiệu uy tín, được thị trường trong nước ưa chuộng và được xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới. Theo thống kê, hiện Thanh Hóa có 36 nghề với 118 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 75 làng nghề, làng có nghề truyền thống đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận làng nghề. Trong đó, có hai nhóm làng nghề hoạt động tốt gồm nhóm làng nghề chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm tại thành phố Thanh Hóa, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Hậu Lộc và nhóm làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại Nga Sơn, Hoàng Hóa, Cầm Thủy, Thiệu Hóa. Từ bao đời nay, làng đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa đã nổi danh với nhiều sản phẩm tinh xảo như trống đồng, chiêng đồng, đồ thờ bằng đồng. Những sản phẩm độc đáo này được tạo nên từ đôi bàn tay của những nghệ nhân tài hoa, yêu nghề và cần cù lao động. Để duy trì và phát triển các sản phẩm của làng nghề, nhiều năm qua chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương của Thanh Hóa đã hỗ trợ cho các cơ sở làng nghề từ việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đến đào tạo và nhân cấy nghề cho thế hệ trẻ. Tôi cũng rất mong muốn là được các cơ quan nhà nước, nhất là bên Sở Công Thương, Bộ Công Thương là giao cho chúng tôi được những các nhiệm vụ là đi hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm, rồi là giới thiệu về các cái sản phẩm của làng nghề. Mong muốn là được hỗ trợ về cái nâng cao, mở lớp đào tạo thợ nâng cao để làm cho nó phát triển nó mạnh, để đáp ứng với cái thị trường trong nước và ngoài nước. Đấy, và hỗ trợ thêm được những các cái thiết bị máy móc để cho nó giảm thiểu cái lao động của người lao động. Với người dân Nga Sơn, màu xanh mướt của cánh đồng cói đã từng là niềm tự hào, kiêu hãnh một thời. Thậm chí chiếu cói Nga Sơn từng được xem như vật phẩm tiến cống dưới thời nhà Nguyễn. Thế nhưng, qua biến đổi thăng trầm của thời gian, nghề cói tưởng chừng như đứt gãy. Nền kinh tế thị trường phát triển, thị hiếu người tiêu dùng cũng dần thay đổi, đã khiến cho những sản phẩm từ cây cói dần mất chỗ đứng trên thị trường. Điều đó khiến người trồng cói tưởng chừng buông bỏ. Nhưng bằng tình yêu, sự day dứt về nghề đã khiến người dân Nga Sơn quyết không để nghề làm cói thất truyền. Vì vậy mà hiện nay, bên cạnh chiếu cói Nga Sơn truyền thống đã có không ít những sản phẩm mỹ nghệ từ cói thu hút thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, các sản phẩm mỹ nghệ từ cói như là thảm ngồi, làn cói như muốn khẳng định bước đi vững chắc của nghề cói ở Nga Sơn trên con đường chinh phục thị trường. Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của chương trình khuyến công quốc gia của tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương Thanh Hóa, thì Việt Trang đã được có cái sự giúp đỡ. Thứ nhất là để khôi phục cái làng nghề, cái tay nghề, thì đã có cho các cái hỗ trợ tiền để mà dạy nghề cho bà con. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mà để mà có được các cái nguồn hàng nó đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì phải thay đổi công nghệ sản xuất, ví dụ như thế là máy móc, thì để mà tăng năng suất lao động, tăng cái chất lượng của cái sản phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Và cái nữa là cái mà đảm bảo được cái độ khô ráo, chống cái mốc mát, thì Sở Công Thương cũng đã hỗ trợ cho Việt Trang là các cái máy móc để mà sấy khô các cái sản phẩm đạt rất là tiêu chuẩn, mà đấy là các cái máy sấy điện. Thì chính thì nhờ các cái sự hỗ trợ của chương trình khuyến công thì Việt Trang cũng đã là dần dần từng bước là vững mạnh đi lên trên cái con đường mà tìm kiếm được cái thị trường xuất khẩu. Các làng nghề truyền thống ở tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 7 triệu đồng một người trên tháng. Để phát triển các sản phẩm từ làng nghề, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch khôi phục, bảo tồn đối với làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, thất truyền, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống đang hoạt động có hiệu quả và làng nghề mới. Chúng tôi cũng đã phối hợp cũng như là liên kết phối hợp với các cái đơn vị, các cơ sở công nghiệp nông thôn
trong tỉnh. Thứ nhất là về cái hỗ trợ các cái máy móc thiết bị để làm sao cho các đơn vị có thể đầu tư và sản xuất một cách ổn định để cung cấp các cái sản phẩm tốt cho các thị trường, cũng như đưa các cái sản phẩm cũng như các cái đơn vị, các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn đi các tiếp cận với các cái hội chợ và xúc tiến đầu tư của các tỉnh trong cả nước, cũng như tiếp cận với các cái đối tác nước ngoài để làm sao các cái sản phẩm có thể đưa tới tay các người tiêu dùng trong cả nước. Trong bối cảnh hiện nay, các sản phẩm từ nghề và làng nghề của Thanh Hóa đã chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Do vậy, để hỗ trợ các cơ sở sản xuất làng nghề phát triển, các địa phương có làng nghề trong tỉnh cần phải tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, hệ thống nước thải, khuyến khích tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất đổi mới, thay thế thiết bị máy móc, công nghệ lạc hậu để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Lựa chọn một số làng nghề có tiềm năng, lợi thế về sản phẩm, cảnh quan, môi trường và sản phẩm mang đặc trưng của địa phương để quảng bá giới thiệu, trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour du lịch gắn với bảo tồn và phát triển nghề truyền thống.